Cái gì vậy? À. Cái gì? Cái bầu cua. Đây là con bầu cua. Không phải bầu cua, con gà. Đây con gà hả? Chù. Con này con gì? Đây con bầu. Con bầu. Đây con tôm nè. Đấy. Tôm như cái sao á? Con cua nè, đó. Đây con cua nè. Con này con gà. Không. Đây con này nữa. Con gà không? Hả? Đây con gì? Đây heo cái cổ. Hiu cái cổ hả? Con mai. Yeah, mai này. Mai. Con này cái gì nữa? Mai con này. Con này nữa không? Con này nữa? Con ké nữa này. Ké con ké. Đây con ké nữa này. Ké ai giống nhau không? À giống nhau hả? Chơi bầu cua cá vô đây vô đây vô đây. Rồi giờ đạt làm gì? Chơi bầu cua hả? Dạ. Gần Tết rồi đạt chơi bầu cua này. Rồi mở chi không có mở rồi bả vào bả vô sắp đi đặt đi rồi xong chưa ai làm ai làm cái trước đây đặt đặt sắp hơn đặt cũng gì đặt đặt không đặt không có đặt đặt mai đi rồi đặt đặt sắp hơn đặt đặt không biết là mày làm cho mày đặt cái gì bây giờ này đẹp xong rồi xong đâu bỏ chúa ai đặt gì em con đặt con bầu con là con này đặt gì này con cá đem tiền đẹp con bầu con việc đẹp con này không đặt giờ đặt không tiếp cái đâu đặt giữa đặt bỏ ra đặt giữa có bầu con cá bầu ai túng con bầu tiền túng con bầu lấy con bầu à, thì con tiền túng con bầu ông ké bị thua rồi heo cá cỏ rồi giờ tới tiền sắp hơn con cua giờ tiền sắp việc chọn gì đặt con gì cua kêu cổ hôm nay đâu dở một hai ba này dở có không đặt đúng đặt đúng đúng ủa đúng là con cua đặt cao mực cua hai đứa đúng không đúng hết bữa nay nè chào thằng Việt giờ chọn gì chị sẽ chọn nãy hả thiếu con giờ chị sẽ chọn con cua bầu em bầu tiếp em sẽ chọn con heo cái cổ cho bạn này này bạn tiếp tiền chọn bầu không đâu giữa tao tập lắc hết thua làm bầu không bầu bầu cá tiền túng rồi dở hà béo mua ghê ai tôm em ghê ai đúng không ai đúng việc cua hả việc tắt việc con gì ghê con ké rồi con ghê
cuốn tiền là lanh ghê hồn bầu của thằng Việt đây đây thôi kết thúc thì trò chơi mỗi đứa một cái quê chị ăn cái đó.